Mến chào anh chị, hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một dãy nhà giá rẻ nha, đường xe tải xe ô tô di chuyển tận nơi ngôi nhà của mình luôn. Căn nhà của mình được bán với một mức giá tổng luôn nha anh chị, chỉ đúng 590 triệu thôi nha anh chị. Xây nhà một trệt một lầu, nó có hai phòng ngủ nha anh chị, có không gian phòng khách, phòng bếp đồ đầy đủ và chỉnh chu luôn. Trong đây thì sẽ có một dãy 4 căn đó, bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong. Và dãy nhà này thì bên đơn vị em sẽ tặng full nội thất cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng vô cùng, chỉ cách với cái con đường nhựa cộng đồng độc chung đâu đó ra đó khoảng 20-30 mét thôi nha anh chị. Với hướng nhà của mình sẽ là hướng tây bắc nha. Đó, với cái mẫu nhà đây á, quý anh chị mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng 30 phút thôi. Với cái mẫu nhà thiết kế theo cái kiểu mái hộp hiện đại nhất luôn nha anh chị. 4 căn này thì nó sẽ có 4 mẫu mã màu đều khác nhau. Để em lấy một cái căn mẫu em sẽ review đến anh chị mình nha. Thì với diện tích ngôi nhà của mình là ngang 4m, chạy sâu vào sẽ là tận 8m nha anh chị. Đó, và được xây dựng một trệt một lầu, hai phòng ngủ và một cái không gian nhà vệ sinh. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, khỏi chê rồi. Ô tô 4 chỗ 7 chỗ di chuyển đậu trước cửa căn nhà của mình luôn. Tìm đâu ra nữa quý anh chị mà bán với mức giá chỉ có 590 triệu thôi. Quá là rẻ rồi. Hãy nhắc máy lên, gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em sẽ làm cho anh chị mình một lớp cửa 4 cánh với kính là kính cường lực rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Phía trước nhà thì cũng lót gạch tàu nè quý anh chị, cực kỳ là sạch sẽ cho một cái dãy nhà mới của bên em luôn. Thì hiện tại là bên đơn vị em còn 4 căn vừa mới hoàn thiện xong. Nếu anh chị nào tranh thủ xuống xem trước thì mình có thể chọn cho một căn vị trí đẹp hơn nha anh chị. Và đây sẽ là một cái không gian phòng khách. Bên em sẽ tặng lại cho anh chị mình một bộ bàn ghế salon cao cấp ngay không gian phòng khách luôn. Có đi những cái điểm nhấn, những bức tranh 3D cực kỳ là nổi bật luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn thì full đầy đủ rồi, sẽ có một cái bóng đèn chùm pha lê ngay chính giữa không gian phòng khách, cực kỳ là nổi bật cho căn nhà của mình. Thì tường rạch á thì bên đơn vị em ốp lên tặng lên cao luôn nha anh chị. Đó, nên căn nhà rất là sạch sẽ luôn. Di chuyển cái tiếp nữa sẽ cho anh chị mình và một cái không gian bếp. Thì không gian bếp á cũng đầy đủ tiện nghi hết anh chị, có lắp đặt hệ thống tủ trên nè, có hệ thống tủ bếp dưới luôn, mặt đá hoa cương, bọt inox 304. Đó, và không gian nhà vệ sinh thì được đặt ở dưới chân cầu thang luôn. Trong đây thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt thôi. Tìm đâu ra nữa anh chị, với một cái dãy nhà mà bán với mức giá chỉ có 590 triệu thôi, đường xe ô tô xe tải di chuyển tận nơi ngôi nhà và bán với mức giá quá là rẻ. Hãy nhắc máy lên, gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Và Kim Trâm làm việc của em luôn luôn nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Em quay căn này em sẽ báo giá tổng, giá công khai, diện tích, sổ sách ra sao em sẽ nói hết trên video. Với cái dãy nhà ngày hôm nay, nếu anh chị mình mua 2 căn thì bên em sẽ có ra sổ đồng sổ cho cô chú anh chị mình. Quý anh chị mình mua 1 căn thì bên em sẽ ký bán ghi bàn cho anh chị mình nha. Nếu 2 căn thì bên em sẽ để giá rất là tốt cho anh chị mình luôn, chỉ có 1 tỷ 150 triệu thôi, vẫn còn bất lập nha. Hãy nhắc máy lên, gọi ngay cho em nha chị. Và giờ thì mai quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, thiết kế cho anh chị mình 2 phòng nha quý anh chị, và một cái ban công dài. 2 phòng trên đây rất là rộng nha chị anh chị, vì diện tích của nhà của mình anh ngang 4 dài 8 nên 2 phòng rất là rộng rãi luôn. Đây là phòng ở cuối dãy nhà, có không gian cửa sổ để anh chị mình lấy gió trời nè. Hệ thống trần cao ráo nha anh chị, rất là cao luôn nên vô nhà rất là mát. Cửa của mình là toàn bộ là cửa gỗ hết luôn nha. Và đây là phòng lớn nè, phòng này rộng rãi vô cùng luôn. Đó, sẽ có một cái ban công phía trước nhà cho anh chị mình. Đó, ra đây thì quý anh chị mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh luôn. Đó, ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc và sầm phức rồi. Đó, nếu mà anh chị mình muốn đi xem mẫu nhà ngày hôm nay thì hãy nhắc máy lên, gọi ngay em qua số điện thoại em có để trên màn hình nha. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển xuống tầng dưới, em sẽ nói là giá và vị trí chính xác nha. Và nãy giờ anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi vào nhà và không gian nhà rồi. Thì hiện tại trong đây em có tặng 4 căn bên đơn vị em vừa mới hoàn thiện xong luôn. Và được bán với một giá tổng mỗi một căn á chỉ đúng 590 triệu thôi nha quý anh chị. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng vô cùng, xe tải di chuyển tận nơi ngôi nhà của mình. Và cái căn nhà của mình á là diện tích là ngang là 4m, chạy sâu vào sẽ là tận 8m nha. Được xây dựng là một trệt một lầu, hai phòng ngủ và một không gian nhà vệ sinh, có không gian phòng khách, phòng bếp đầy đủ và chỉnh chu để phục vụ đến anh chị mình. Được tặng full nội thất để hết đến cho cô chủ anh chị mình luôn. Hiện tại thì em có 4 căn, nếu anh chị nào mình xuống ưng thì mình có thể chọn ra cho mình một căn ưng ý nha. Thì nếu mà quý anh chị mình mua 2 căn sẽ bên em sẽ có sổ đồng sổ cho cô chú anh chị mình nha. Nếu mua 2 căn thì bên em sẽ để lại cho cô chú anh chị mình một giá là 1 tỷ 150 triệu thôi. Mua 1 căn thì bên em sẽ mua bán quy bằng nha quý anh chị. Đó. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình.